chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt tại đền Hạ thờ Cung Mẫu Tây Thiên ngày hôm nay có sự góp mặt của các thanh đồng đạo quan đến từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, và đặc biệt ban tổ chức nhà đền đã được đón tiếp các vị khách quý là các cán bộ lãnh đạo của địa phương, các cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Văn hóa Việt. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu một số khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Văn hóa Việt. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Mai Hiền, Tránh Văn phòng Trung tâm. Trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thị An, Phó Tránh Văn phòng Trung tâm. Trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Ngát, Phó Tránh Văn phòng Trung tâm. Trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Kim, chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Hòa Bắc Giang. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tuyến, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Hòa Bắc Giang. Trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Yên, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Kim Môn Hải Dương. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Kim Môn Hải Dương. Và cùng toàn thể các thanh đồng đạo quan, các hương tử bản Việt cũng về đây để tham gia giao lưu và buổi chiều ngày hôm nay sẽ là phần tham gia giao lưu của thanh đồng Hà Phương Anh. Vâng. Chỉ bảo với tấm lòng từ bi bác ái, thầy luôn đi đầu trong các phong trào và các hoạt động từ thiện của xã hội. Việc làm của thầy được lãnh đạo và nhân dân địa phương trân trọng, đồng tình ủng hộ. Chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón thanh đồng Hà Phương Anh đến từ thành phố Hà Nội. Và sau đây chương trình tham gia giao lưu của thanh đồng Hà Phương Anh chính thức được bắt đầu. Vũ thần yêu lưỡng ban, vẫn
mà vũ thành điêu sân đang chấp chơi tiêu thiều nhạc thung dung mà ý thành ý phương ngân chư Phật hiện toàn đất Nam Vô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát Nam Vô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát Nam Vô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát Sư Lan Thanh Ca để vị Chúa Tiên cung thỉnh mời thành mẫu để vị Chúa Tiên muốn xưa muốn ngựa trong đền sông sơn trên đàn hải đàn vua điện anh hương ra dư từ màu hương vô hương hỏa lộc đắc thanh đường chi lâm kim đường nhờ chú viên tập phước nam vô hương ngân cái bồ tát a tát nam vô hương ngân cái bồ tát a tát nam vô hương ngân cái bồ tát a tát lại lại thanh ca phật khởi xuất đến thượng đệ tử thiên anh thiên tài kim lô phong phảnh khắc nhân thân tự tiến bán tập phương tích nhật xa dư miền đạt chư tài chương nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát a tát nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát a tát nam vô hộ quốc nhân vương bồ tát a tát sơn thanh thanh giá đinh linh chân đế lê sắc phong thượng đẳng tam tam tối linh linh ứng trên tây thiên tam bảo địa linh linh Hãy
mừng sự khói nhang. Nguyện cầu quốc thái dân an thuận lợi. Cảnh thánh bà long long châu hổ phục suối dài oan, dài phúc minh cho trận trường sinh có nước tẩy máu. Tôi lên, đinh 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 đinh.
con loa về đây mang lắm nó cho mọi nhà. Mây hồng làm sắc Chúa tiên sang trần, ngọt tiên nhẹ đưa trên gấm sườn non, suy tư hòa ca yến nuôi quanh mây vờn đền hạ đình thiên chúa về vui chúng thân cho thành đồng bạc công tiên lộc ngàn đê đã đầy lỡ lo đời sau xuân hạ thu đông mà buôn chữ bình an mong vẫn vẫn chúa trời đời. Học tốt
thiên định là thể phổi. Trước trước có thần quan lớn quy đổi bốn phương gia lì chấp chính kỷ cương. Cầm cân nên này bực sửa xa coi đời. Long thành giữ một trận nhang tấu về thì phù hộ dương gian các tòa thiên đình đình chôn nó gió hiên la địa phủ dinh la thiên đình địa phủ dinh la tấu về thì phù mua cha độc đình đình dòng là tấm thủy cung. Mạo anh ngâu hào
ơn trung chính tài cao hàng quán cổ lời dài lâu
độ dài lâu phán đòi nhân thế sai đệ tam nên cứu trợ trần gian một tay quan nốt đệ tam cứu sinh cung lắm giải oan nhiều ngày hôm nay ông về châu nhân đức cứu muôn dân phạt siêu sinh hôm nay ông về đền quốc mẫu Tây Thiên đồ cho đệ tử khang linh cửa nhà cứ mỗi năm chung tuần lượt ta sáu người trên bờ người trên bờ người ngỡ dưới sông khắp bốn phương tiếng nhạc vang lừng họ hà sắm lễ để ra mừng tiệc hoa trong chiều đình nào có thương ai nửa tháo văn văn võ toàn tài đình thần tam tứ phủ nào ai có dám đi nước sâu cạn nước sâu cạn nhưng lòng người đâu cạn đã dẫu mòn gương sáng con soi đền hạ đây lịch sử để trang hoàng cửa đền rộng bỏ họ hà về hầu qua ngự già lâu phán lời nhân cư sai quan lên cứu trợ trần gian một tay thái tử đệ tam cứu sinh cũng nắm ngại đồ oan cũng chống cầm canh chiên vang anh ỏi đốt thanh hoàng châm nổi dư sinh thay cô bé trên làn bầu rơi cả cả đất và ôn
xanh trong veo. Thề xây người ngược lại núi đa xếp tầng cao tầng thấp cây tre cây sàn bập màu lam tàng điền là đồ núi sinh mỏi nhằm nhằm tiếp chi một bầu phong cảnh mùi cơm lắm thịt 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 I'm
miền trần gian, soi trong năm biển xoay về đồng trần gian, soi trong năm biển xoay về bàn đền. Go.
biết cô mà. Cô đi dự hội sơn trang mới về, nghiêng nghiêng xe mái tóc thềm mà ý. Sớm chơi biển ngược, tối cô về biển xuôi, áo đồi xanh nghe bướm lượn hoa cười. Bạch sơn thế khí vượng để tụ lại vì tay lãng tuyển bồng lại. Chúc cho Thanh Đồng thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.